Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trâm, mình đang là học viên của thầy Adam Nguyễn. Thì mình đã học xong khóa học level 1 và đang học ngày thứ 20 của level 2. Thì thầy Adam Nguyễn có nhờ mình chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình về khóa học. Rất hân hạnh được chia sẻ và hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp ích được phần nào cho việc học tập cho các bạn. Nói về khóa học thì ưu điểm hàng đầu mọi người đều có thể nhìn thấy đấy là sự linh hoạt về thời gian. Một ngày các bạn chỉ cần bỏ từ 30 phút đến 1 giờ thôi là các bạn có thể học xong một bài học rồi, và học bất kỳ lúc nào các bạn có thời gian rảnh. Nói về nội dung thì thật sự là khóa học rất là hữu ích với mình. Mình qua cái video này mình cũng muốn nói lời cảm ơn với thầy, vì nội dung của khóa học đấy là lấp tất cả những cái lỗ hổng về phần phát âm, về speaking của mình. Và mình nghĩ rằng một cái bạn nào mà chưa học một cái khóa học phát âm nào thì mình nghĩ rằng các bạn nên học đi, thì rất là quan trọng đấy ạ. Trước thì mình cứ nghĩ rằng là những cái học phát âm này không cần, vì mình chỉ cần nhìn chữ người ta phiên âm thì mình có thể đọc đúng được, nhưng mà không phải đâu ạ. Vì nhiều từ trong tiếng Anh, đặc biệt là phụ âm, đọc khác tiếng Việt của mình rất là nhiều, mà chỉ có khóa khóa học là các bạn có thể thấy được cái điều đấy. Các video của thầy thì hướng dẫn rất là dễ hiểu, cặn kẽ và chi tiết, nên là các bạn rất yên tâm. Cần các bạn học offline cũng online thôi mà các bạn cũng có thể là học được. Và khi mỗi khi sau một bài học với các bạn đăng bài lên trang group thì sẽ có thầy và các bạn trong biệt đội dò bài để chỉ sửa bài tập cho công cho chúng ta, thì mọi người đều chỉnh sửa rồi rất là cặn kẽ và chi tiết. Các bạn cứ yên tâm, học online thôi nhưng mà không khác thì học trực tiếp đâu ạ. Mình thấy nhược điểm duy nhất của khóa học đấy là mình không được gặp trực tiếp thầy Adam Nguyễn. Thầy đẹp trai, vừa đẹp trai lại còn vừa hài hước, rất là thông minh và dí dỏm nữa. Và mỗi khi mình có thắc mắc gì thì sẽ không được gọi là hỏi trực tiếp giống như trên lớp. Tuy nhiên là mỗi khi mình nhắn tin hoặc gọi điện thì đều được có sự phản hồi rất là nhanh chóng của thầy. Nên là các bạn cứ, mình thấy cũng không khác gì so với lại học trực tiếp đâu ạ. Về kết quả của mình sau khóa học này thì mình tự thấy rằng là cái do mình đã luyện tập thì cái cơ miệng của mình đã dẻo hơn, thế nên là mình nói tiếng Anh không bị vấp nữa, và vì mình phát âm chuẩn nên mình cũng tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Và vì trong khóa học thì có dạy các ngữ điệu khi khi nói tiếng Anh thì mình đã giọng đọc của mình trầm hơn, dày hơn, hay hơn. Thì đấy là sự nhận xét của rất nhiều bạn trong đội dò bài, cũng như là một số người ngoài khi mà nghe thấy mình nói tiếng Anh. Mình muốn nói lời cảm ơn của thầy đến thầy Adam Nguyễn rất là nhiều. Về dĩ nhiên là trong khóa học thì cũng có đôi lúc thì mình thấy lản khi học. Và mỗi lần mà mình thấy lản như thế thì mình đã bỏ một vài ngày để nghỉ, để lấy lại cái tinh thần, lấy lại dây cót. Rồi mình có tâm sự với thầy thì cũng nhận được lời khuyên của thầy. Và mình có vào cái thứ ba là mình có vào các vài group của nhóm mình ấy, thì mình thấy rất nhiều các bạn học viên đã học gần đến đích rồi, gần đích của level 1 rồi. Một số bạn thì học đến level 2 thì giọng các bạn nói rất là hay, đọc rất là nhanh. Các bạn có thể học được thì tại sao mình lại không học được? Và điều quan trọng nhất đấy là về bản thân mình, thì mình đã nghĩ rằng là nếu mà mình bỏ cuộc thì mãi mãi mình chỉ dậm chân tại chỗ như thế này thôi, và mình không thể tiến bộ hơn được. Mình phải cố gắng lên, học tốt tiếng Anh hơn, tự tin hơn khi nói tiếng Anh thì mình có thể tìm một công việc tốt hơn, mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy. Vì có những suy nghĩ như thế, những bước làm như thế thì mình đã cố gắng để vượt qua level 1 rồi. Thì hiện tại mình đã học level 2, thì mình nghĩ rằng là sau khi học level 2 thì mình sẽ tiếp tục học lên level 3. Đấy. Mình hy vọng là những chia sẻ của mình có thể giúp các bạn có thêm động lực cũng như là niềm tin để mà chinh phục được cái level 1 và cố gắng sang level 2 và cũng tiếp theo level 3 giống như mình. Xin chào tất cả các bạn.